giải cứu 20 người trên xe khách bị nước lũ cuốn trong đêm. Thủy điện Đắc Đờ Rinh phải điều tiết lũ đúng quy trình. Mức phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng tăng gấp 10 lần từ ngày 15 tháng 11. Chém lực lượng tuần tra công an xã trọng thương để trả thù vì bị bắt lúc xịt cá bằng điện. Phút đời thường hôm nay, chàng trai 9X bỏ làm cán bộ đoàn, khởi nghiệp làm túi búp bê mini. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, đến 5 giờ sáng nay 19 tháng 10, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đã giải cứu được 20 người trên chiếc xe khách giường nằm bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua địa phận nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch nhận được thông tin về một chiếc xe giường nằm bị nước lũ cuốn trôi khi đi trên tỉnh lộ 563, đoạn qua thị trấn Đông Trường Việt Trung. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, chiếc xe giường nằm mang biển kiểm soát thành phố Đà Nẵng chạy tuyến Đà Nẵng Nam Định bị nước lũ cuốn trôi. Trên xe có 20 người, gồm người lớn, trẻ em, tài xế và phụ xe. Chiếc xe bị nghiêng, không lật. Các hành khách leo lên tầng 2 và phá cửa kính thoát ra, đứng bên trên kêu cứu, xung quanh biển nước bủa vây. Lực lượng cứu hộ bơi ra xe giường nằm, nối dây tạo thành đường bám, rồi lần lượt kéo ròng rọc, đưa từng người vào bờ. Mưa lớn, nước chảy xiết gây nhiều trở ngại cho công tác cứu hộ. Đến gần 4 giờ sáng ngày 19 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã cứu được 5 người ra khỏi xe, trong đó có 4 phụ nữ và một em bé khoảng 2 tuổi. Đến 5 giờ sáng ngày 19 tháng 10, các lực lượng công an, quân đội huyện Bố Trạch đã hoàn tất việc cứu hộ 15 người mắc kẹt còn lại trên xe khách vào bờ an toàn. Cuộc giải cứu suốt nhiều giờ đồng hồ được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hàng vạn người theo dõi. Được biết, đoạn đường qua khu vực này bị ngập do mưa lũ từ mấy hôm nay, địa phương đã có cảnh báo xe ô tô không đi qua. Thưa quý vị, trước những diễn biến của mưa lũ, Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Đờ Rinh thông báo tiến hành xả tràn điều tiết hồ Thủy điện Đắc Đờ Rinh nhằm đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu với lượng nước tích trữ trong hồ hiện nay cao, nên Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Đờ Rinh phải thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành, không được tích trữ lượng nước cao hơn nữa và phải điều tiết lũ đúng quy trình để đảm bảo an toàn. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10, Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Đờ Rinh thông báo tiến hành xả tràn, điều tiết hồ Thủy điện Đắc Đờ Rinh. Lượng nước về hồ đạt 180 m khối trên giây, qua tổ máy là 30 m khối trên giây, lưu lượng nước qua xả tràn là 128,21 m khối trên giây và qua ống cấp nước hạ lưu là 1,79 m khối trên giây. Tổng lưu lượng nước về hạ lưu là 160 m khối trên giây. Trước khi thực hiện xả lũ thì có thông báo đầy đủ cho các cấp chính quyền địa phương theo đúng quy trình là trước 4 tiếng và thực hiện đúng các cái quy định hiện nay của nhà nước thôi. Thì vận hành đảm bảo an toàn và cũng trong quá trình thực hiện thì cũng có cảnh báo và thông báo cho đến người dân thông qua cái hệ thống còi báo động rồi các cái thông tin điện thoại kể cả các cái kênh điện thoại trực tiếp cho các đồng chí có trách nhiệm của địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đã đi kiểm tra trực tiếp tại Thủy điện Đắc Đờ Rinh. Hiện nay, mức nước đang tích trữ trong hồ khoảng trên 200 triệu mét khối. Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Đờ Rinh đã bố trí lực lượng 24/24 để kiểm soát xuyên suốt trong quá trình xả điều tiết lũ, đảm bảo an toàn cho thủy điện. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đề xuất mức hỗ trợ cho các hộ nuôi chim yến di dời theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua trước đó. Theo đó, toàn bộ quận Ninh Kiều và một số xã phường, thị trấn của các quận huyện còn lại của thành phố Cần Thơ sẽ không được phép nuôi chim yến. Các cơ sở đã tồn tại phải di dời trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, toàn thành phố có 217 hộ nuôi chim yến ở tất cả các quận huyện, nhưng tập trung nhiều ở huyện Vĩnh Thạnh, quận Cái Răng và quận Ninh Kiều. Nhà yến được xây dựng chuyên để nuôi chim yến chiếm hơn 58%, còn lại là tận dụng nhà ở cải tạo lại để nuôi chim yến, hay nhà yến kết hợp giữa nhà ở bên dưới và nuôi chim yến ở tầng trên. Nghề nuôi chim yến mang lại khoảng 13 tỷ đồng mỗi năm cho người nuôi. Nuôi chim yến đã và đang phát triển mạnh theo hướng tự phát với nhiều rủi ro dịch bệnh, đồng thời gây phiền hà cho người sống xung quanh.
Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, nếu ai không đeo khẩu trang sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng, mức phạt tăng gấp 10 lần so với quy định hiện nay. Nghị định 117/2020 cũng bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua bán bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đây là nội dung hoàn toàn mới, không có trong Nghị định 176/2013 về xử phạt trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, với hành vi trên còn có hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ 12 đến 24 tháng. Đồng thời, buộc hoàn trả cho người mua hoặc người bán toàn bộ số tiền chênh lệch. Trường hợp không hoàn trả được cho khách hàng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngày hôm qua 18 tháng 10, Hội nghị Da liễu miền Nam năm 2020 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị năm nay thu hút số lượng đông đảo các bác sĩ, dược sĩ đang công tác và học tập trong chuyên ngành da liễu, thẩm mỹ tại Việt Nam. Với chủ đề Những thách thức hiện nay trong chuyên ngành da liễu, hội nghị lần này mang đến những đề tài mang tính thực tiễn cao, hiện nay xuất hiện lại của những bệnh lý cũ, khó khăn trong kiểm soát lâu dài các bệnh da mãn tính có bệnh đồng mắt hay các yếu tố phức tạp kèm theo, thẩm mỹ cho những bệnh nhân có xu hướng tình dục đặc biệt. Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành da liễu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường thế mạnh của chuyên ngành da liễu trong sự phát triển của ngành da liễu Việt Nam. Cũng trong hội nghị, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, giám đốc bệnh viện da liễu thành phố Hồ Chí Minh đã trao 300 triệu đồng cho đại diện của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt. Tối qua 18 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên đường DT741, đoạn qua khu phố 5, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Người đàn ông điều khiển xe máy đi ngược chiều, tông vào một xe máy khác khiến hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, tối 18 tháng 10, một người đàn ông khoảng 60 tuổi điều khiển xe máy không biển số, đi ngược chiều trên đường DT741, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn khu phố 5, phường Tân Đồng, cùng lúc này, chiếc xe máy mang biển số 93B2-63362 do một người phụ nữ khoảng 35 tuổi điều khiển đang lưu thông đúng chiều theo chiều ngược lại. Do điều khiển xe máy đi ngược chiều, lại không chú ý quan sát, nên người đàn ông đã tông vào chiếc xe máy của người phụ nữ đi đối diện. Cú va quẹt mạnh khiến hai xe lao thẳng lên phía trước, hai người điều khiển xe máy bị ngã văng ra đường, bị thương, phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, tức giận vì trước đó bị công an xã bắt và tịch thu phương tiện trong lúc dùng xung điện xịt cá, nên khi có men trong người, Danh Quy rủ Danh Hoàng lấy dao, chặn đường và chém làm một công an viên ấp và một dân phòng xã bị thương nặng. Với hành vi này, sáng nay ngày 19 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Danh Quy và Danh Hoàng cùng 26 tuổi, ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao về tội cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Quy và Hoàng khai nhận, vào tối ngày 28 tháng 9 năm 2020, trong lúc nhậu tại nhà người quen ở cùng xóm, thì hay tin có 5 người trong tổ công tác của công an xã tuần tra ngang qua, nên Quy nhớ lại chuyện khoảng 20 ngày trước, y bị công an xã bắt và tịch thu xung điện trong lúc đi xịt cá, nên Quy rủ Hoàng chặn đường chém những người trong tổ công tác của công an xã để trả thù. Khi thấy tổ công tác đang trên đường tuần tra về, Quy liền chạy lên cầu, dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Lâm Thành Chương, 53 tuổi, là công an viên ấp Hòa Hớn bị thương nặng. Chưa dừng lại, Hoàng tiếp tục giật lấy cây dao trên tay Quy, xông vào chém anh Danh Sen, 39 tuổi, là dân phòng xã trọng thương. Gây án xong, Hoàng và Quy bỏ về nhà ngủ đến 2 giờ sáng hôm sau, cả hai bị công an bắt giữ. Thưa quý vị, từng là phó bí thư đoàn xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, anh Nguyễn Lê Lâm Đoàn, 33 tuổi, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đã xin nghỉ việc để theo đuổi đam mê thời trang búp bê, khởi nghiệp với sản phẩm túi mini nhỏ từ 1,5cm. Và những phút cuối trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị câu chuyện đặc biệt của chàng trai này ngay sau đây. Hiện tại, với tình yêu đường kim mũi chỉ và búp bê từ nhỏ, anh đã dành hoàn toàn thời gian làm túi handmade phục vụ cho cộng đồng chơi búp bê. Mình yêu thích búp bê từ nhỏ. Rồi từ cái việc thích búp bê đó thì mình thích may vá.
rồi mình hình thành cái lòng yêu thích may vá từ đó. Cho đến năm 2013 sau khi xuất ngũ về thì mình có đi làm, rồi trong những cái lúc mà stress quá thì mình lại nhớ về cái đam mê của mình, yêu sở thích của mình, thì mình có tham gia chợ búp bê. Và từ đó là mình quen biết được nhiều anh chị, nhiều cái lĩnh vực trong cái giới búp bê này. Nhưng mà mình cũng tự đặt cái suy nghĩ của mình là tại sao là bên nước ngoài người ta sản xuất được mà bên Việt Nam mình lại không tự sản xuất được. Cho nên từ đó là mình mày mò, mình tự tìm kiếm những cái thông tin và những cái gì liên quan. Sau đó là mình làm, ban đầu thì mình làm chỉ mình phục vụ cho cái đam mê, cái sở thích của mình thôi. Nhưng mà sau đó thì được mọi người yêu mến và chấp nhận. Và từ đó là cái thương hiệu của mình ra đời. Mỗi chiếc túi có chiều dài từ 1,5 đến 9cm, được gia công tỉ mỉ từ các chi tiết nhỏ nhất, sao cho giống với mẫu túi thật của các thương hiệu lớn như LV, Dior, Hermes, Chanel, Gucci. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên thiết kế các túi riêng theo đơn đặt hàng của khách. Họ đến với thế giới búp bê để họ thỏa cái lòng đam mê của mình đối với thời trang, đối với xu hướng. Rồi những lúc mà stress, họ có thể là đắm mình vào cái thế giới búp bê này để họ tìm được cái sự cân bằng trong cái thế giới, trong cái mà xã hội nó rộn ràng quá, họ sẽ tìm được cái sự cân bằng như vậy. Rồi họ có thể tỉnh hơn vì những cái công việc mà liên quan đến búp bê thường sẽ cần sự tỉ mỉ, sự kiên nhẫn. Khó khăn đầu tiên có thể là mọi người sẽ bất ngờ, đó là mình bị cận thị. Cái kế tiếp đó là mình bị mù màu. Đó, mình không phân biệt được một số màu sắc, nhưng mà mình có cái cách của mình. Đó. Rồi cái khó khăn tiếp theo đó là một số nguyên phụ liệu ở Việt Nam mình không tự sản xuất được, mà mình phải đi order ở các trang mạng nước ngoài. Các công đoạn làm túi hoàn toàn bằng tay, yêu cầu khó nhất vẫn là khâu tạo hình túi sao cho tự nhiên và y như thật, vì các sản phẩm chỉ đi một đường keo duy nhất để cố định dán túi với kích cỡ nhỏ. Một chiếc túi búp bê như vậy nhưng có rất nhiều công dụng. Với những bạn trong giới chơi búp bê có thể dùng làm phụ kiện trang trí. Những chị làm văn phòng mua túi mini để làm phụ kiện thời trang độc lạ gắn lên túi của mình. Để làm một sản phẩm, anh mất khoảng 1 đến 2 tiếng. Giá túi dao động từ 200 đến 700 ngàn đồng. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.